Hello mấy bạn. Hôm nay tới một cái segment chú Pò Dương nói về đề tài trên TikTok của chú. Ở trong đây là cũng như có 30 mấy cái câu hỏi. Và hôm nay Trí sẽ là người hỏi chú để chú để trả lời. Câu hỏi thứ nhất là khóa học ngắn hạn cho du học sinh có thể ở lại Canada từ 2 đến 3 năm. Ngắn hạn như thế nào? Ngắn hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 5 hay là sao có đâu ngắn hạn? Theo luật quy định của Bộ Giáo chú, miễn sao con học trên 8 tháng thì con có giấy phép được 1 năm. Từ 8 tháng tới 1 năm thì cái giấy phép lao động con chỉ có 1 năm thôi. Cho nên để trả lời bạn này, không có lớp ngắn hạn nào để cho con lại làm cho 2 tới 3 năm đâu. Nhưng mà cái problem của những người như vậy, họ nghĩ rằng là học 1 năm thôi, rồi sau đó mình có 1 năm làm việc để mình định cư. Cái đó nó quá ngắn nha mấy bạn. Chú đã thấy rất là nhiều bạn muốn tiết kiệm tiền để làm cái đó, nhưng mà nó không có giúp được cái chuyện định cư cho mình. Tại sao vậy? Là trừ khi con quá giỏi thôi, chủ doanh nghiệp biết mình để mướn mình, chứ không thì để mà một chủ doanh nghiệp mà để 1 năm trời hiểu mình để mà làm giấy tờ này kêu cho mình định cư lại có lẽ hơi khó. Số 2, bên Canada có dạng định cư theo dạng đi học master hay không? Câu hỏi này hay. Nhiều bạn Việt Nam khi mà cạnh tranh vô Express Entry, mấy bạn biết rồi đó, Express Entry không phải cạnh tranh hơi khá dạ, cao. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Điểm cao lắm. Điểm cao. Kỳ rồi mới draw đang từng vừa rồi là 490 mấy điểm. Dạ. Yeah. Gần 500 điểm. Yeah. Cho nên mấy bạn nghĩ là qua đây học master để được định cư lại. Yes. Có, nhưng mà có nó cầm theo những vài thứ nha mấy bạn, như cho rõ. Ontario cũng có, BC, British Columbia cũng có, và thứ ba là Alberta ở Calgary. Thấy tất cả mọi thứ ba này nó có một cái graduate master stream, nhưng cái problem của master stream là như vậy, họ gọi là expressive interest, nó giống hệt như là express entry đó. Bạn bỏ hết tuổi tác, kinh nghiệm làm việc học vấn, khi nào họ mở ra họ sẽ mời những người cao điểm nhất. Mình qua đây với hy vọng học master xong để mà mình định cư lại, nhưng mà cái comeback to cái problem là nó không giải quyết vấn đề đó, nhưng mà nó tạo thêm một vấn đề nữa. Bây giờ qua đây con cái qua đây học, yes, con qua đây học master được, đem vợ đem con theo, con cái học miễn phí dưới 18 tuổi, yes, nhưng nó không giải quyết vấn đề của master degree của mình. Coffee time. Câu tiếp theo là có biện pháp nào dành cho việc đi du học Canada cho những gia đình mà không đủ kinh tế hay không chú? Oh boy, khi mà nói về thiếu kinh tế á, tại vì đi Canada tiền học không là 15-16 ngàn năm rồi, và tiền chi phí học nữa cũng 10-20 ngàn năm nữa, gần tỷ rồi. Ôi trời ơi. Để mà gia đình tiết kiệm để có cái đó hơi khó, cho nên là chú khuyên nên suy nghĩ kỹ lại. Tuy rằng chú biết rõ được khi mà chú nói đây có những người cũng sẽ thế chấp này thế chấp nọ để đi, chú khuyên là một chuyện, nhưng mà thực tế đổi đời được hay không, thật sự có nhiều người chú thấy đổi đời qua đây có thể đổi đời, giúp đỡ Việt Nam, giúp đỡ ba mẹ, giúp đỡ gia đình. Chú thấy được cái điều đó first hand, nhưng mà chú nói con nó sẽ cực nha, cho nên con chuẩn bị cái bước đó. Câu hỏi tiếp theo, khi mà mình bị bệnh viêm gan B hoặc là tiểu đường thì mình có qua Canada du học được không? Ok, under cái administrative law phần 35-36 của Bộ Di trú đưa ra. Thì nếu mà bạn dính một cái health nào đó thì có lẽ nó làm khó khăn hay là nó làm từ chối. Nhưng cái phần đó nó khá hơi phức tạp. Nên gan B là chuyện bình thường. Chú có nè, nhưng mà chú 6 tháng đi khám lần để bảo vệ mình thôi. Những cái bạn nào mà bệnh truyền nhiễm nặng, thí dụ như khi nó COVID hay là TB mà lớn kiểu đó đi, mấy bạn nó sợ. Cho nên khi mấy cái đó bạn đừng có lo. Nếu mà Việt Nam cấm bạn không khỏi nhà đi, bạn nó lo. Nếu Việt Nam vẫn cho bạn ra khỏi nhà gặp người khác, bạn đi được. Yeah. Chứ nhớ cái đó của chú nha. Hey, câu hỏi tiếp theo, kết hôn đồng giới thì bảo lãnh đi Canada như thế nào? Khi mà đọc câu hỏi này chú hơi concern một chút. Same sex marriage, nếu mà cái marriage đó chấp nhận ở cái nước địa phương, thí dụ đang nói Việt Nam, được, thì bạn có thể qua đây bảo lãnh vợ chồng chuyện bình thường. Same sex marriage, ok. Nhưng mà thí dụ như Việt Nam giờ không cho, nó có ngoài cái chuyện bảo lãnh vợ chồng, nó gọi là common law. Thì để chú tóm tắt cái chữ common law Canada có nghĩa là gì? Khi mà hai người sống chung, nam nữ, whatever, we don't care, sống chung, họ share tài chính với nhau, họ share cái mental với nhau, họ share upbringing của con cái, thì cái đó nó thành một cái relationship, nó không phải là chỉ bạn bè nữa mà là common law, giống như là vợ chồng vậy. Nhưng mà bộ giáo chú thật sự như vậy, bạn phải sống chung một năm continuously, có nghĩa là phải chứng minh bạn với người đó sống chung
share một cái nhà, share một địa chỉ. Cho nên bạn có thể qua đây bảo lãnh người đó theo common law. Ngoài cái chuyện đám cưới ra, bạn phải declaration là người đó sống chung với bạn là common law. Share những cái gì? Financial chung, ngân hàng với nhau, bảo hiểm y tế chung với nhau, xe cộ chung với nhau. Có nghĩa là mình bằng chứng càng nhiều càng tốt. Cho nên bạn có thể bảo lãnh được nếu mà same sex marriage mà Việt Nam không cấp cái giấy đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn. Nhưng mà thí dụ như cái là khó nữa thì Canada có một cái nữa, đó là conjugal. Conjugal partnership này là như thế nào? Vì cái gì đó mà phải sống xa với nhau, nhưng mà cái tâm lý của họ giống như một người vợ chồng vậy. Chú từng làm 2-3 case này trong mười mấy năm qua. Tại sao như vậy? Thứ nhất là có một anh chàng ở Việt Nam qua Canada, xong rồi định về Việt Nam cưới một cô, nhưng mà tại vì ảnh theo diện được bảo vệ tị nạn và ảnh không được về, cho nên anh ta thương một cái cô đó. Cho dù không được về như vậy thì có bằng chứng đàng hoàng nhé, nhưng mà cái suy nghĩ, cái tâm tư này kêu ảnh treat người đó giống người vợ vậy. Và mỗi lần đi thăm thì cô đó đi qua bên nước lân cận của Việt Nam, thí dụ Cambodia, Japan hay gì đó, thì anh nó cũng qua thăm cổ. Thì xong rồi một hết visa là anh phải về lại Canada, cô đó dễ là về nước. Quen cô đó 4 năm, sinh được một đứa con. Thì họ thường communicate với nhau, chia sẻ những cực nhọc cuộc đời, cuộc sống chung với nhau. Thì họ có một cái relationship. Thì cái trong những cái lucky nhất của chú là chú được làm những cái hồ sơ này. Nhìn cái vợ chồng người ta định cư qua đây cầm theo đứa con 3 tuổi lon ton đi ngang cửa khẩu, rồi xong rồi đến trong phòng chú là đem tặng bánh, rất là vui là mình làm được, mình thay đổi một cái xã hội, thay đổi một cái tương lai của một đứa bé, rất là vui trong cái nghề này. Thì hồi nãy chú nói là cái conjugal, cái diện conjugal đó là một người sống ở bên này, họ quen với là một người ở Việt Nam. Thì làm sao để mà mình prove với chính phủ được là tôi có quen cô này và tôi nhớ cô đó, ăn cái kiểu để mình bảo lãnh cô đó qua là bằng cái... chứng nó là như bằng thế chứng nào? Oh, good. Bằng chứng thí dụ như là thường điện thoại, tin nhắn đó là một cái. Thứ hai nữa, tiền gửi về support cái người Việt Nam. Thứ ba là quà cáp. Nói thật với bạn nha, khi mà tình yêu nó tới, nó nhiều bằng chứng với bạn. Mấy bạn không tin đấy nè, cái tình yêu nó tới với nhau nó thật nó có nhiều lắm. Anh Trí đây anh đang yêu, cho nên bỏ đảm khi mà nó chứng minh đi coi, anh đem ra một đống. Cho nên mấy con, chú khuyên con như vậy, con nên bỏ một cái box. Khi mà có một cái bằng chứng gì rồi, mình quăng vô cái box đó. Thí dụ như điện thoại, quà cáp, hình ảnh, receipt gửi vô đó, quăng vô cái box đó. Khi mà một năm sau con comeback đó, cái box đó đầy. Dùng cái đó để mà làm giấy tờ bảo lãnh vợ mình qua. Mấy bạn chú ý nha. Ai mà muốn bảo lãnh vợ chồng nó làm được đó. Đúng rồi. Được. Hào án. Câu hỏi tiếp theo cho anh Paul là: du học sinh khi mà từ Việt Nam qua Canada thì nên học đại học hay là cao đẳng? Cái đó first hand là nên học cao đẳng thôi. Tại sao học cao đẳng mấy bạn? Như vậy, học đại học chi phí cao hơn. Bạn phải học 4 năm trở lên. Và mấy bạn quên rằng như vậy nè, học cao đẳng khi mấy bạn học xong rồi có được 3 năm phép lao động, đi làm định cư có được học tiếp, đó là chuyện bình thường đúng không rồi. Nếu Trí sau này hướng có Trí luôn đó, cho nên là thậm chí nếu mà học tiếp ba mẹ không còn giúp đỡ nữa, cái đó mình có thể tự tìm được, mình mượn tiền của chính phủ, tiểu bang nào cũng có cái chương trình để mà cho mượn tiền để mình học đó. Canada rất khuyến khích đi học, cho nên mấy bạn nào muốn đi học, there's a lot of opportunity here đi học. Cho nên nó không có chuyện gì để mà mình sợ cả. Câu hỏi tiếp theo cho chú Paul: có bị bắt nạt và phân biệt chủng tộc khi sinh sống ở Canada không chú? Có. Và chú có một cái video ở trên TikTok về cái white privilege. Sometimes có, khi đi ngang đời có gặp những cảnh đó. Tại sometimes có những người họ không có ý thức. Họ nghĩ là đây thế giới, thế đất của họ. Mà họ cứ quên rằng tất cả mọi người đây đều là người dân cả, trừ khi người thổ cư thôi. Còn nếu không, tất cả mình là dân immigrant. Cho nên đừng có để những người đó chà đạp mình. Mình phải tự hào là mình là ai, và mình cũng họ giống mình cũng họ, đã không khác nhau gì chân vậy. Nhưng mà thí dụ như con đi làm bị bắt nạt quá đáng đi, thì ở đây nó có một cái Human Rights Tribunal, hầu như thành phố nào cũng có cả. Mà cái Human Rights Tribunal rất là mạnh nha. Nếu mà con ở trong một cái cơ sở nào đó bị đàn áp, thì con có thể nhờ cái Human Rights Tribunal này tới làm việc thẳng với người chủ doanh nghiệp, và họ sẽ đòi hỏi có công bằng cho mình. Người chủ doanh nghiệp đó sẽ không được quyền sa thải con nữa, họ mạnh có đó đó. Cho nên mấy bạn nào bị đàn áp theo skin, age hay là ethnicity hay là tín ngưỡng của mình, tới Human Rights Tribunal, chú cũng sẵn sàng hỗ trợ người Việt. Nếu mà con có một cái bị đàn áp cái gì đó quá đáng, liên lạc cho phòng chú sẽ sẵn hỗ trợ để đòi công bằng lại cho con. Tại vì nó the end of the day, không thể người dân Canada nào làm cái đó được. Tại chú là người dân Canada, we are Canadians here. Mình đến đây là muốn build cái đất nước này nó better hơn. Cho nên mình phải cố gắng bảo vệ những cái công bằng đó cho tất cả mọi người.
Vỗ tay, vỗ tay. Ok, câu tiếp theo. Người nước ngoài có được mua đất ở Canada không chú? Yes and no. Nó người nước ngoài là như thế nào? Người nước ngoài thí dụ như con là người du lịch thì có lẽ ngay lúc này thôi nha, là không. Nhưng mà người nước ngoài thí dụ như là Trí đây, nếu mà nói là work permit thì Trí được quyền mua. Mua đất, mua nhà xem tin nha. Yeah. Cho nên khi mà nói yes and no như thế nào? Thí dụ như Trí là một cái người đại gia Việt Nam. Không định cư chút nào cả. Thì có những đơn vị ở đây sẵn sàng sẽ làm một cái agreement để cho bạn mua. Nhưng mà cái đó thì tới những người đại gia thôi. Những người đại gia thì chắc có lẽ không coi những cái TikTok của chú đâu. Hay là coi những cái đài này của chú đâu. Nhưng mà thí dụ như con, nếu mà con là người đại gia, con muốn cái này, ok rồi, cứ liên lạc chú. Chú sẽ sàng chỉ con cách mua đất như thế nào nếu đúng con rồi. Không phải là người dân Canada. Cái này là một cái segment, ok? Đợi tiếp theo, sau khi lấy work permit rồi thì có thể gia hạn lại visa năm thứ 2 và thứ 3 để tiếp tục ở lại làm việc không? Người ta quên rằng như vậy, cái visa nó chỉ qua cửa khẩu thôi mấy bạn. Really? Cho nên là để chú chia ra đó hai câu hỏi. Thứ nhất là cái visa work permit nó khác nhau. Bạn có visa chưa hẳn vì bạn có giấy phép lao động, đúng không? Cái nhiều khi visa qua đi du lịch thôi. Và cái visa là ngay cửa khẩu đó cho cái hãng máy bay nó cho bạn lên thôi. Chứ CBS nó cũng không coi cái visa của bạn đâu. Cho nên là khi có cái visa rồi còn được cái giấy phép lao động, bạn mới được quyền đi làm. Ok? Để mà extend cái visa đó, thí dụ như bạn có giấy phép lao động 2-3 năm thì đơn giản thôi, nếu visa nó cho chỉ bạn năm, nếu bạn cần phải đi về về Việt Nam thì bạn có thể xin cái visa mới in Canada, gửi như đi Ottawa, nó làm mau lắm, nó làm đơn giản. Thì có cái đó thì bạn có thể gia hạn tùy theo tới cái permit. Nếu mà lỡ như cái work permit mình hết hạn, nếu bạn cần phải làm thêm nữa thì bạn phải extend cái work permit đó. Mà thường thường cái work permit nó cầm theo một cái labor market impact assessment nha. Có work permit nhưng mà cái visa hết hạn vẫn còn làm bình thường không gì cả, chứ không phải là nó giống những đất nước khác. Mình làm ở đây visa phải có hạn này kia. Nút hai cái nó khác rõ ràng. Thì giống như con thì con đã có postgraduate work permit rồi. Mà cái visa của con chưa có extend. Ok rồi. Nên là vẫn ở lại làm việc được. Đúng. Chỉ có điều là về Việt Nam qua lại thì không được thôi. Đúng, nó khó thôi. Cho nên là con trước khi con đi đó, make sure là visa nó có cái mới. Nhớ kỹ cái này nữa. Canada không có vụ mà extend visa, Mỹ cũng vậy nha. Không có, tại vì người Việt Nam mình không biết thôi. Tất cả đều mới new one. Cái new one nó đơn giản hơn khi mình đã có cái rồi. Ok. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, làm sao để trẻ mãi được như chú Po à? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái này nó giỡn thiệt đó. Cô tôi. Anyway thì bây giờ như vậy, eat a well-balanced diet and exercise. Exercise regularly, read a lot, I would say, and challenge yourself. Ở phần đông chú thấy những người they shut their down, their brains down and they shut their bodies down. Khi mà như vậy đó thì mình thấy mình già đi và mình không có một sự cố gắng nào nữa thì mình dễ thấy lớn tuổi hơn, đúng không? Rồi. Hình như có một cái bạn nào nói về cái nghề ở Canada ngay lúc này hot cho những bạn để trẻ để làm. Thì đây top 10 việc làm cho entry level. Thì cái đầu tiên là developer, software developer nha. Thứ hai là HR manager, thứ ba mechanical engineer, thứ tư, như vậy bạn biết, welder, thợ hàn. Ngay lúc này cái skill trade của Canada đang thiếu trầm trọng tại nhà cửa này kia nó đang thiếu. Cho nên welder là một phần chú nói, nếu mà bạn nào học cái gì, con chưa biết con học cái gì đúng không? Học thợ hàn đi con. Đó là trong những cái ngành nghề mà chú nói lúc nào Canada cũng cần. Có thể 5 tới 10 năm nữa vẫn còn cần. Tại vì Canada đang có một cái ý định là 5-10 năm nữa thể 1 triệu dân, ngay lúc nào 40 triệu nè. Wow. Thì con nghĩ đi, 1 triệu dân Canada bằng Việt Nam mà đất to như vậy thì cái nền kinh tế lúc nào cũng cần thợ hàn cả. Okay. Cái này hay nữa là trong ngành nghề của Trí nè, bookkeeping. Cho nên những bạn nào thích ngồi đếm số hay là tính toán cho người ta đó thì cái bookkeeper này nó đang làm thành phần thứ 5. The nurse là đó giờ có rồi, Canada đang thiếu. Nhưng mà mấy bạn nó thiếu đây không phải thiếu nằm ở trong Toronto. Tất cả across Canada cần registered nurse, y tá đó. Cho nên mấy bạn nếu muốn học cái gì trong những ngành nghề healthcare này, học và nurse là hay nhất. Cần cái nữa là cái warehouse worker. Cái warehouse worker này cho mấy bạn làm trên Amazon nè, cho mấy bạn nằm trong phần di chuyển của Costco, công ty lớn đó, cái warehouse worker này lúc nào cũng cần cả. Number 8 là customer service representative. Những người kể cho hàng trên phone, in person, cho nên mấy cái đó thì nếu còn phải communicate giỏi tiếng Anh để làm customer service. Và number 9 là popular nhất của người Việt, chú thường nghĩ là cái này có lẽ là người Việt làm nhiều nhất đó, là driver. Khi lái xe đây không phải là Uber, chứ không nói Uber driver nha, chúng nó sẽ truck driver, long haul driver. Đó, thì mấy cái phần này là tại vì Canada nó to, nó dài, nó bự quá, cho nên khi mà những cái goods, những cái hàng hóa từ cái port này qua cổng kia, từ shop này, warehouse này nó
nó không cần xe truck. Thì ngay lúc này xe truck là một cái ngành nghề có thể là popular của Canada. Nhưng người Việt mình ít cái ngành nghề này là tại vì cái ngành nghề nó cần đòi hỏi safety là một và học lợi là hai. Tại lái xe truck Việt Nam nó khác lái xe truck Canada. Yes. Cái luật lệ và quy định nó khác cho nên mấy bạn không biết thôi. Phần đông người Ấn Độ qua đây họ sẽ rõ một cái lớp 1 tháng, 2 tháng gì đó để lọc cái truck driver này. Rồi này định cư cũng khá dễ mà việc làm ổn rất là ổn định ngay lúc này nhé. Number 10 is sell shoes, bán hàng. Cho nên đó là trong những người cái phần đi làm, những cái công việc mà chú nói là những người đi đợi, những người entry trẻ như Trí đây, hay là những bạn từ Việt Nam muốn qua đây làm ngành nghề gì, hay là Việt Nam đang tìm job gì, đây là những cái việc làm để cho mấy bạn qua đây bắt đầu một cuộc sống mới. Cái này cái first segment này rồi, chú hứa chú sẽ làm cái này hàng tuần, cho nên bạn nào cứ tiếp tục hãy comment chú. Và một là trên TikTok hay là YouTube này. Và hàng tuần chú sẽ go through cái này và trả lời cho bạn. Rồi chú sẽ chọn ra những cái đề tài làm sâu làm xa hơn để cho con biết rõ được một cái quy trình, một cái công việc như thế nào ở Canada. Chí có nhắn nhủ gì với bạn không? Thì chúc mấy bạn coi được kênh của chú Paul sẽ tìm được cái lối đi đúng đắn cho mình hơn, chọn ra những cái quyết định sáng suốt cho chính bản thân mình thôi. Ok, thank you chú Trí. Một lần nữa, chú Paul thank you mấy bạn đã bỏ thời gian ra đi với chú một cái chặng đường này. Cheers. Yeah.